giới thiệu cho các bạn chương trình học bổng của trường Copeland Singapore và Học viện Kent của Úc. Khi bạn đăng ký nhập học vào trường trong năm 2012, học bổng bao gồm một suất học bổng trị giá 10.000 đô sinh trên một kỳ nhập học, một suất học bổng trị giá 7.500 đô sinh trên một kỳ nhập học và một suất học bổng trị giá 5.000 đô sinh trên một kỳ nhập học. Điều kiện đó là bạn phải tham dự ít nhất 95% tổng số tiết trong kỳ và tất cả các môn đều đạt trong kỳ thi đầu tiên. Điểm trung bình là điểm trung bình học kỳ bạn phải đạt trên 85% và ghi danh học chương trình đại học hoặc là thạc sĩ tại trường Thấp Linh sau khi hoàn tất chương trình cao đẳng hoặc là đại học. Học bổng sẽ được trừ vào học phí của đại học hoặc là thạc sĩ. Các kỳ nhập học đối với sinh viên chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học thì trường sẽ có 6 kỳ nhập học trong năm, đó là vào tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Do đó sẽ có 18 suất học bổng được trao cho sinh viên cao đẳng của trường. Đối với học sinh chuyển tiếp từ đại học lên thạc sĩ thì trường sẽ có là 7 kỳ nhập học dành cho các bạn. Vì vậy mỗi năm trường sẽ trao 21 suất học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ chương trình đại học lên thạc sĩ. Tiếp theo là học bổng đào tạo dành cho sinh viên MBA trị giá là 3.000 đô sinh được nhập vào chương trình MBA của trường đại học Mudus. Yêu cầu đào tạo thì là bằng tốt nghiệp đại học hay là 6 chấm, học bổng sẽ được trừ vào học phí chưa tính thuế. Trong năm 2012 thì Học viện Kent của Úc cũng có chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên, đó là nhân kỷ niệm 22 năm thành lập trường. Học viện Kent có chương trình học bổng dành cho sinh viên khi đăng ký nhập học tại trường từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2012. Khi mức học phí chưa có học bổng đó là phải đóng 1.800 đô Úc trên một môn học và tương đương với 21.600 đô Úc trên một năm. Khi mà bạn nhận được mức học bổng thì bạn chỉ phải đóng là 1.500 đô Úc trên một môn học và chỉ tương đương với 18.000 đô Úc trên một năm. Nếu học viên điền form application để đến trường trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2012 để đăng ký cho khóa học kế tiếp thì bạn vẫn được hưởng với chính sách học bổng này của trường. Đăng ký khóa học tại Kent, sinh viên chỉ deposit cho 2 năm học đầu tiên và điều kiện cho khóa cử nhân là bạn chỉ cần tốt nghiệp 12 và điểm TE là 6 chấm. Mọi thủ tục về làm hồ sơ các bạn có thể liên hệ với nhân viên tư vấn của Tăng Đại Dương